Con leo nhờ ăn đòn đấy nhá. Không, không muốn ông ạ. Nhớ hôm qua xin lỗi tao nhờ chưa? Không muốn ông ạ. Đứng lên. Không muốn ông ạ. Đi. Trời quá đen luôn. Ôi, tất tay vào đây. Anh Vũ, đón em ở chỗ cũ nhá. Tại sao vậy này? Rồi, đặt đi. Sao đi? Cái này về đúng là đen nào? Quá hôm nay trời quá đen. Ôi, tất tay quá đen. Này, đặt 5 triệu này. Thêm tí đi. Đặt 5 triệu nhá. Mời nhá. 3 triệu. 3 triệu. 5 triệu. 3 triệu. 5 triệu đây. 3 triệu. Rồi, ôi trời. Cái sợ thật. Đen thật đấy. Ông chưa đi, số đen quá. Thế làm sao mày khóc? Mẹ mày đâu? 5 triệu nhá. Ừ. 5 triệu. Này bà chị ơi. Đứa này con cái nhà ai đây mà. Ai biết? Ngồi khóc tí từ đấy tới giờ. Chả ai quan tâm. Chắc gì đã có mẹ. Cháu có mẹ. Mẹ cháu đi làm kiếm tiền mua đồ chơi. Con không được là gì. Chơi bài chưa bài quá đấy. Này, ăn non hả ông anh? Non cái đéo gì, thua mẹ mất mấy lít rồi. Đấy. Con gái của anh đây à? Nhìn thế rồi còn hỏi. Con gái là trai chắc. Con này mặt kháu đấy. Nhìn rất chi là gợi tiền nhá. Cho đi ăn xin chắc chắn kiếm bội. Ông anh có bán cho thằng em không? Bán cái tiền sử cho mày. Con gái tao đấy. Mày nghĩ tao lại bán con à? Không bán thì cho thuê. Còn hơn để nó lê la vạ vật ngoài đường như này. Mà đã lê la thì phải lê la ra tiền chứ nị. Bố ơi, bố đừng bán con. Con không muốn đi làm ăn xin đâu. Hứa con sẽ không đòi mẹ đâu. Im đi. Ai bán mày phải gào lên thế. Y hệt như con mẹ. Ông anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Có gì thì alo cho thằng em. Cả cái khu này ấy, anh cứ hỏi mạnh khỉ là ra ngay mà. Biết thế. Ê, bún chả nhá. Húp, mà giỏi. Này, cho thuê tiền nong nhỉ? Cho thuê thì không có lợi như bán đứt đâu. Nhưng thôi, nghĩ ông anh sót con, thuê cũng được. Có như nó đi làm thêm mà. Còn giá,